Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in nạp lại dòng tiêu đề ở trong Excel và Word. Đấy, ví dụ bây giờ mình có một cái bảng dữ liệu như này, bây giờ mình muốn in nạp lại dòng tiêu đề thì mình làm như thế nào? Đây, các bạn thấy là mình có một cái bảng dữ liệu cũng khá là nhiều. Bây giờ mình muốn in nạp lại dòng tiêu đề trong Excel ấy. Bây giờ trước khi mình in nạp lại dòng tiêu đề thì mình sẽ chiếu lên cho các bạn xem này. Mình vào File, chọn vào Ring này. Đó, thì các bạn thấy cái trang đầu tiên nó có sẽ dòng tiêu đề, có dòng tiêu đề, nhưng mà trang tiếp theo nó không có, đúng không? Trang tiếp theo không có. Vậy thì chúng ta làm như thế nào để mà tất cả các cái trang đều có dòng tiêu đề ở trong Word, ở trong Excel? Thì đầu tiên là chúng ta làm như sau, các bạn vào Bane Layout. Đấy, sau đó các bạn chọn Bring Title. Đó, một hộp thoại Bane Setup hiện ra, các bạn sẽ để con chuột vào cái mục là Round to Repeat at Top, các bạn để vào đây. Sau đó các bạn chọn cái dòng tiêu đề mà các bạn muốn in nạp lại. Đó, sau đó các bạn chọn OK. Đơn giản. Rồi, bây giờ chúng ta chiếu lên xem File, Bring này. Đó, trang đầu tiên nó sẽ có đúng không? Trang tiếp theo này, các bạn xem này. Đó, trang tiếp theo có luôn. Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ? Đó, đây là cách cài đặt in nạp lại dòng tiêu đề ở trong Excel. Vậy thì ở trong Word thì chúng ta làm như thế nào? Mình sẽ copy cái bảng tính này. Đấy, mình sẽ dán sang Word, chuột phải copy này, mình sẽ dán sang bên này. Đó, đấy, chúng ta dán sang Word như thế này. Đấy, có thể là các bạn sẽ có dữ liệu sẵn ở trong Word đúng không ạ? Đấy, thì việc của chúng ta bây giờ cái dòng đầu tiên nó sẽ có, cái trang đầu tiên nó có dòng tiêu đề, nhưng mà bây giờ cái trang tiếp theo nó không có này, các bạn nhìn này, thấy không? Không có. Vậy thì làm thế nào trong Word thì chúng ta làm như nào? Các bạn sẽ bôi đen cái dòng tiêu đề đấy. Các bạn bôi đen, sau đó các bạn chuột phải này, các bạn chọn Table Property. Đó, một hộp thoại này nó hiện ra, các bạn sẽ chọn vào cái mục là Row này, chọn vào mục Row, sau đó các bạn tích vào cái mục là Repeat at Header Row at the top of the each page. Đấy, các bạn tích vào cái mục này. Đó, sau đó các bạn chọn OK. Rồi, bây giờ các bạn quan sát ở phía dưới này, thấy chưa, tất cả các trang đều có dòng tiêu đề luôn. Đó, vậy là xong, các bạn chỉ việc in ra thôi đúng không ạ? Đấy, đấy là hai cái, gọi là hai cái trường hợp mà chúng ta cần phải in nạp lại dòng tiêu đề ở trong Word và Excel. Đó, thì mình là Mr. Cảnh Excel. Các bạn đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.